Mình thì mình đang xuống gần đến chùa Vạn Linh rồi. Cả nhà thấy cái đoạn này dốc lắm luôn. Cái cột á, quán cà phê đẹp lắm á. Nó bò sát vô anh. Cái này nó bám vô. Anh mãi vô cái gốc cây á, lỡ bám vô gốc cây luôn á. Mà không biết gọi là tên gì ha. Mà phải coi nó có độc không. Nhiều khi nít á, bẻ độc. Cái này là dây leo, mèo leo vậy đó. À, leo hả? Ngộ quá. Rồi nhớ được rồi. Cái này cũng bự lắm nè. Cái này vừa nổi đại cũng bự. Ôi cái đẹp kìa ta. Ồ, lá ngộ anh. Đây lấy giống gì anh ơi? Lấy cho con xin cây giống nha ông thổ địa ở đây cho con thấy đẹp, con xin cây về làm giống, xin phép ông thổ địa cho con xin. Ủa ông gờ gì hết anh, đẹp không? Giống như là rau vợ, rau rau gì ta, đâu anh đâu. Cái lá này là gì ha, cái mặt giống như cái mặt trên đẹp quá. Chắc không đọc anh ha. Cái này nguyên cái đòn kìa anh. Cố lên, còn phân nửa đường nữa tới rồi. Quá hai cái dốc này nữa tới rồi. Ơi, kêu. Tuổi trẻ mà. Cố lên. Có điện thoại rồi quay.
nó dễ gì có điện thoại nào để quay TikTok. Đây, dân TikTok đây. TikTok cơ. Dữ luôn. Bông rất là đẹp luôn nè cả nhà ơi. Cái tên mình là đi tới đâu cũng có nha. Bông Trang hay là Trang Mỹ Đỏ. Trang Thọ. Bông Thọ. Cái này cũng là một lối mòn mà không ai đi ha, anh ta khóa lại không cho đi. Lối vô nhà anh ta. Di Đà Phật. Đường vào tim em ôi con xa hơi trời mùa đông. Ông Phật Di Lặc. Hả? Thấy cái dây mà mình bứt hả? Ồ đẹp quá ha. Chạy cho xuống thôi. Mình xin ông thổ địa là có người ta trồng vô chậu làm kiển nha cả nhà. Đây là 40.